Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ThinkPro. Đây là hộp của chiếc Lenovo ThinkPad P16S Gen 2. Chiếc máy này đang sở hữu CPU Intel Core i5-1350P, cả onboard Intel Iris Xe Graphics và card RAID Quattro RTX A500, 16GB RAM và 512GB SSD. Và để mình bật mí với các bạn một điều luôn là chiếc máy này đang được giảm giá 5 triệu tại ThinkPro. Và chúng ta hãy cùng unbox xem là em nó có gì nhé. Sạc 3 chấu, quen thuộc, và một cục sạc rất nhỏ gọn, có công suất là 100W, đầu sạc Type-C. Ok, tiếp theo thì chúng ta cùng nhìn vào nhân vật chính nhé. Wow, mỗi lần unbox những chiếc ThinkPad thì mình luôn có những cảm xúc rất là đặc biệt. Bởi vì ThinkPad nó sờ, nó chạm, nó sử dụng sướng lắm các bạn. Một cái tên, một cái thương hiệu rất rất uy tín. Đây, chiếc ThinkPad của chúng ta đây rồi. Rồi mình sẽ để hộp qua một bên nhá. Và đây là nhân vật chính của chúng ta đây. Rồi, nhân vật A rất tối giản. Logo ThinkPad và Lenovo đặt chéo nhau. Một sản phẩm refurbished. Bởi vì các bạn có mức giá cực kỳ tốt tại ThinkPro. Rồi mặt đáy, bản lề kép. Đó, một chiếc máy 16 inch và cầm khá là nhẹ. Mình có thể cầm như này, hai ngón tay thôi. Rồi, đầu tiên chúng ta cùng nhìn vào hệ thống cầu nối của nó đi. Chúng ta sẽ có một cổng mạng LAN này, hai cổng Thunderbolt 4 này, một cổng HDMI và một cổng USB-A. Tiếp theo là một jack combo 3.5mm. Rồi, bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có quạt tản nhiệt, nó lại bố trí ở đây. Hơi dở nha. Thế các bạn lúc mà chơi game ấy hoặc là sử dụng chuột rời thì các bạn sẽ có cảm giác là nóng nóng ở tay bên phải. Hơi dở nhỉ? Hơi dở. Nhưng cái này là điểm chung của những chiếc ThinkPad. Nó đã xuất hiện ở rất là nhiều đời và rất là nhiều dòng rồi. Nên là ok, phải làm quen đấy các bạn. Và tiếp theo chúng ta có một cổng USB-A ở bên cạnh phải nhé. Và một khe khóa Kensington đầy đủ, không thiếu gì. Tiếp theo mình sẽ mở bản lề ra xem là có mở được một tay không nhá. Khá cứng các bạn. Chúng ta phải lay lay như này mới có thể mở được bằng một tay. Đó, vẫn thành công. Mở bằng một tay. Bản lề mở tối đa một góc 180 độ. Có chữ P16S ở đây. Và wow, đầu tiên thì phải nhìn vào cái bàn phím này. Được thiết kế dạng sần nhám tay, chạm vào rất thích các bạn. Và nó không hề bám dấu vân tay ở trên đây. Thực ra là mình tin chắc là nó sẽ giữ cho các bạn cái sự sạch sẽ và sự tinh tươm này trong một khoảng thời gian sử dụng lâu dài. Đó, keycap rất là chất lượng luôn, nhám, không bám vân tay một tí tẹo nào luôn. Ngon nhá. Nó sẽ có cụm phím số ở bên cạnh phải này. Hành trình phím khá là sâu này. Hàng phím function đầy đủ chức năng cho các bạn ở trên này. Và mình sẽ thử gõ một đoạn để các bạn có thể nghe âm thanh cho ra từ hệ thống bàn phím của ThinkPad P16S Gen 2 nhé. Ok, ngon lành. Theo thì mình sẽ test flex cho các bạn. Mình sẽ nhấn vào mặt C này. Đó, nó có lún nhá. Nhưng mà nhấn cực kỳ mạnh thì nó mới lún một chút mà thôi. Không đáng kể, mà nếu các bạn gõ bình thường thì mặt C này gần như không lún xuống một chút nào. Rất cứng chắc. Ok, checkpoint DNA của ThinkPad. Nút nguồn, webcam, có lệnh chơi cam vật lý. Ở đây. Đó, ngon lành. Bản lề chắc chắn, chắc lắm các bạn. Đây, nó trở về trạng thái đứng yên rất nhanh luôn. Đó, ngon. Ngon đấy, bản lề rất là đầm. Touchpad dạng truyền thống mà thôi, các bạn sẽ không thể click ở trên này. Rồi, mặt A xem nào, cũng cứng chắc ấy. Được, nói chung là ThinkPad thì luôn luôn đảm bảo về cái độ chắc chắn và độ bền cho các bạn.
mặt D này thì mình cảm giác là nó khá mỏng. Đó. Ok. Chắc để đảm bảo cái tính mỏng nhẹ cho chiếc máy này, nên là phải hy sinh mặt D nó mỏng hơn bình thường một chút. Ok. Ngon. Rồi, và đó là bài unbox và đánh giá nhanh của mình về chiếc ThinkPad P16S Gen 2. Để các bạn nghĩ sao chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé. Mình sẽ sớm ra một video đánh giá chi tiết về chiếc máy này và sẽ sớm gửi đến cho các bạn ở trên kênh. Và vậy các bạn hãy like và bấm nút subscribe để không bỏ lỡ video đó nhá. Rồi, và nếu các bạn muốn check giá bán chính xác nhất và được cập nhật mới nhất của em nó thì hãy click vào đường link mình đính kèm ở phần mô tả và bình luận của video nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye for now.